trời đổ đất này cũng làm chút sống. Đây sổ đất này mọi người, rất là đổ đấy từ hôm qua. Con máy chưa về gạt cho, chiều phải kêu máy về gạt thôi. Xin chào cả mọi người nhá. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay có tiệc nhỏ mọi người. Có đội về thăm hỏi cái lễ gì? Lễ bò trâu cấu à. Này mình đi có chút việc, chú gọi điện ở về có đội ở dưới Hà Tĩnh lên. Buổi sáng đó xem chú làm món gì? Gà vịt lợn. Đây có đồ thông giá đấy. Có nhiều tủ nha, nhiều cân quên mình nha, nhiều cân. Nhiều cân quyết ta. Kiểm tra món này nha. Mấy chị em đang làm món đấy. Xôi. Món xôi nha. Với lại là nhiều món lắm. Đây đây. Thịt ngan nè. Thịt ngan, gà, lại giò. À, ở đây món măng nhồi nha mọi người. Thịt bò sao à? Tôm. Còn đôi cánh nữa nha mọi người. Các loại món không thể thiếu được cái món diều nhá. Đây, số diều đây. Ngay cho mười hao đến 6. Cả ông nó uống rượu cân. Đây là mình không lên nặng không bắt không uống cho phải nó mà. Uống đi. Con uống đi hết mà, hết cái gì. Hai đứa hết bát mà. Uống đi. Uống bữa sương này. Ăn lại diều mà không có sưng, dùng tố. Ai phải uống cả, biết. Còn món không? Còn mới đi, mê cũng hết đi. Cố gắng cho em cái đồ chung là kiếm cả bác. Có cái chân. Tôi hay đường chứ hết hai chân đâu. Mới đi thấy chân tôi. Mới đi còn nửa hai tố nữa. 60. Mời mình đi, đây. Cảm ơn chị mời cho gì đi. Thôi tiếp theo. Còn hơn bia, cái bia hơn bia. Đây có các mẹ ông thông giá của tướng nha. Uống là uống một cái mạnh nào. Ông đọc uống hái có thấy cái sông của sao mới con là thung tú con sao mới đi quay anh là đời không quay luôn bỏ mưa kia hả không có gì cả ba cái đó các bạn cân nha bao không Nói mới đi ta đi à, đi à. Hai người là chị này. Đi cho con người. Hai tố đi. Đi hai người đi. Đi hai tố đây đi. Cố gắng, không nhiều phải đi câu đối với chứ không phải đi lề đúng không? Đi câu đối đâu. Đi lề kiếm đâu. Đi lề kiếm. Bà tôi ra. Đi bơn chứ không sảy đây. Nước lây uống đấy. Nước sảy không biết. Thôi đi người đây thôi. Uống bánh đó. Thôi. Sao thì ô tô thôi mà. Bánh ta xì. Làm nào là được. Cố lên. Cái năng là một tổ là năng buổi từng nín. Một tổ từng nín. Đi cũng có sưng. Nếu mà đến 10 giờ sưng. Mày đi. Uống tố. Dạ ngâm nhá. Dạ muốn được đứng yên đấy. Một thật đó. Cả nhà ta uống nhá. Uống cho được hai tố thấy sưng uống nhá. Uống đi ba. Uống cho mạnh đi. Nữa thì một là còn một nữa. Ô nó uống đi. Uống thêm nữa nhá. Cố gắng một tố rồi. Hai ngày mình đi hai xong luôn đối à cái kiêng đối à. Còn không bao giờ hết đi lề, còn không lề là không. Do dịch bệnh Covid trên hộ cũng do tổ chức nhiều nhá. Thì vài ba mâm thôi. Thấy chưa Dương? Thấy chưa? Mời con này giòn bắp nhá. Vài mắm thôi, tầm cả 5 mắm thôi nữa. 5-6 mắm như thôi. Mắm cơm, 1 mắm, 2 mắm, 3 mắm. 6 mắm, 6 bèn mắm đi thôi. À, mọi người vào ngồi nha. Thế ra không ai uống đâu. Còn không? Rượu cân nha. Ủa đi Tăng Tăng không à? Ngọt lìm nữa mọi người. Ngọt như mật chứ. Ngọt thiệt rừng. Mắm em mua mẹ con thì con mua được con em vợ của đứa con lại con này con là thôi em chồng cái đi to rồi anh càng nhỏ em càng to rồi không nói hung xuống hung mắc không em ơi anh cũng hung đây hung nhờ anh à đây hung bí bố đẹp bố hợp có thật mà. Mới hao vậy ngọt đây. Cũng nhìn. Mọi người ngồi đấy nha. Đây cặp ba đấy, cho con gái nha. Cho người thực đất nha. Vâng vâng. Vâng vâng ngồi thử đi. Không ngồi thử đi. Thôi ông bà làm đi. Thực đơn hôm nay nào có những món gì? Trông là thịt lợn nhá, lợn là hấp, rồi là gà luộc, tôm, với lại thịt bò xào, măng nhồi thịt cho mọi người, đây là măng nhồi nhá. Đủ người ngồi luôn. Em bấm cả uống nhé. Về bấm, bố ngồi đây luôn. Con còn thiếu người này à. Bà đi, chú Nhiên đi. Tặng 3 bốc lắm. Hai thôn xã gặp nhau. Bởi vì ngồi ngoài rồi mọi người nha. Trong nhà hơi chật rồi. 6-7 nấm nữa. Đây này, món cái hòn gì đấy? Hòn đen đen. Chứ cái đang xưa mà tình của cô. Xả bỏ món đi. Bạn đi xả. Mới cả mọi người nhá. Thế nha mọi người nhá. Đang vào chơi gừng đó. Bỏ cái đu tăng cũng chỉ thang về. Mới để hơn. Bây giờ thích tôi à, tôi nói tôi ngon quá. Đu tăng à? Ừ. Tôi nói tôi thích tôi tăng long. Thì món quá hay. Thế biết thì mặn luôn. Và nếu có bé thôi. Mấy đứa em thì mình măng nhồi. Tao thân mà. Bấy mẹ tao cũng có làm cơ, hồi đây à, chip câu tôi. Mới láng cuộc sống cô. Quả cũng có đến cái bán nó ở láng cuộc sống cô. Với cả mọi người nhá. Đi đến như bà xám tôi rồi. Ăn đồ măng thịt. Đồ xào lăng cam rồi. Măng nhồi nhá. Chẳng lành, sống đôi bằng lối đuổi một bên chứ mà. Ngốt đi nhỏ mắc thì còn có được cái đầu luôn. Chén thắm rồi bán đi. Ăn được. Có được cái đấy này. Ngốt thì nó không có vái luôn được. Miền này không có vái luôn được. Thế khoảng tôi bé năm cơi cho nên. Gì đây? Đó. Tôi có năm cơi. Con à. Bà bữa. Cơ bay. Khám mắt cứ làm thua làng mò một kiểu. Quạt chứ đâu. Bà bữa đi. Bà bữa. Còn phải sáng hơn đây, con quay đây phải bắn con quay đây. Tức không phải là con tức rồi. Em bán rẻ nữa chứ. Sao không đâu mới được chứ? Hả? Mất quá. Bạn muốn bắt đâu bạn? Đi, tôi thấy đi. Cả anh cậu tổng hợp. Nên cũng nó mới yên mà nó chừng mù. Dẫu cái đâu được. Tiết bày đi là cứ bao nhiêu. Không chỉ được thấy cơ hòn quả hông lắm. Cơ hòn quả hông lắm. Còn mấy điên. Ừ, bố à. Điên con. Mọi người nha. Bố xô. Giòn lợn. À, đi. Đây là chỉ gắn bỏ phải chứ. Mình có tăng lên rồi. Ổn ạ. Được cân này chủ này tức đủ. Ăn được mà sữa nước mà đổ đây. Cái ngọc nó có tăng hù rồi này ăn về. Dạ, không có cái ngọc. Bố thấy lúc này không hù gì không? Văn đổ cái giờ. Nó bằng. Ở cái sông nhà vợ. Chà, đùi chỉ vẫn bốc quá. Đi, đi khỏe nha. Khỏe. Hả? Khó xé rồi chứ. Khó xé đó nó rồi chứ. Đang nó. Dìa ngon, 10 ngon. Chạy về nhà ăn, đông té à. Phải là vậy chứ nha không tộp. Chẳng có đĩa. Quay vào ngoài đi. Để chân đĩa ra. Rồi để cháu về lao đi các bạn. Nó đủ mắng nhôi thôi mà. Rồi xong. Ghé con người ạ, một lúc là đó là thì người ta đấy. Giấu ở dịch bệnh nha. Số tổ chức nấu nha. Xin lỗi người tập tấu nghiệp thôi. Rồi, bây giờ mời luôn. Lúc đàm về trả hoa à? Còn là thằng kia này lẩu liên đi thì còn là thằng ma liên rồi. Cái cuốn đi hầu đi được không? Mình đâu? Đúng đấy. Lâu chả bán đấy. Đúng rồi. Đấy kìa, hấu hơn thằng kia. Món này ngon này, bì đổ, bì nón. Món này hay đâu này. Nhưng mày biết quên này. Còn thằng kia lơ hồi nhâm mà. À cái đây, cái bạn tớ cày rồi. Mày trong một bạc áo đỏ này chưa? Măng rồi. Mày mà mày vừa fan mà mày mà mày do kì. Măng nhỏ. Anh đi à, anh đi thì tặng một anh đi kia. Chung với lắm mà. Cô vịt cái bà đi. Nó cái bà mà. Thôi. Bỏ cái này trời á luôn. Bỏ cái chuyện này nó không bỏ đi. Cháu bèo không bà? Bèo không? Ừ. Sao vẫn ấy lì tàu câu tàu ấy chơi ma chơi. Giờ đi cháu. Giờ giọt đi. Giọt hồi đen còn hồi cái vùng đen mà. Thì giọt cá đấy giọt là mấy lít. Thấy cái con nó trên, cái lăng nó trên. Như tao nói cái con trên rồi mới. Chầm lắm. Lúc hợp chi hơn thằng sông trên rồi mới chi. Đừng mua đen rồi hôn vừa cài vừa thằng mó nhạc đúng không? Cứ thì cài mới được vài cài đâu. Bỏ điêu chị, bỏ điêu. Ngoa cũng cảm với bỏ đây chứ khâu đúng không? Tao học cứ đúng tính là mày đã học sống lòng cứ đi. Đúng hả? Mình bỏ rào đấy. Để mỗi shipper họ cần phít lò. Bây giờ là họ cần lọc nhang. Lọc nhang luôn là sẽ đặt cái chiều cánh đặt cái mặt nhâm. Ê chiều cánh bụng. Cái sao xài cùng lấu đây, thấy chú cháu mấy tuần đây. Đã lúc chén này. Đây là thịt này mớm nha. Mời đi. Cháu sẽ vẹp em sẽ vẹp đó. Đưa ra thì nắng đây dưới nồm. Cởi cháu nha. Một cái nồm nộp. Một cái nồm nộp. Bất cho thâu lắm nha. Nó hộ ngột. Lấy nồm sự hụng. Cái kia quái mà. Rồi đấy là gà xế. Hai cái tô à. Rồi gà xế. 6 tô đồ. 6 tô là hơn 2 lỗ 1 lỗ rồi. Tô à. Thôi. Mày không? Em mày không? Sống rồi mọi người nhá. Sống giá tiền bánh. Vậy đó. Mà xe thì không? Đi đi lại xe đi. Đi lại xe đẩy qua đây. Đẩy xe qua ra đi. Rồi thông giá vào di chuyển mọi người. Người di chuyển. Nhưng mà bây giờ thì trung tâm cưa khoảng 6 tiếng, 6-7 tiếng như thế. Một nắp có lồi mọi người ạ, bị lồi nên là bị rất đi cái quái. Đây thằng em đang làm này, em đang cố gắng làm, cố gắng kéo cái phần lột ra nhá. Đủ mà làm ra được trong 10 tiếng nhá. Ê, chỉ sông luôn, nó còn bơm mất rồi, bơm tấm. Em cháu bỏ ra mọi người. Video mình thấy tạm dừng nhá. Xin chào mọi người nhá. Hẹn mọi người video sau. Bye.